Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục triển khai tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024 với mục đích tạo cao điểm truyền thông chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, từ đó thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên, gắn kết chặt chẽ đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn. Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và lãnh đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp chia sẻ, tạo nên bầu không khí đoàn kết thấu hiểu, qua đó thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, hướng tới xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên người lao động. Theo hướng dẫn triển khai tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong dịp này sẽ đồng loạt tổ chức trong các cấp công đoàn trên phạm vi toàn quốc, các cấp công đoàn tổ chức một bữa cơm công đoàn trong tuần cuối tháng 7 năm 2024, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 7, tập trung cao điểm là thứ 6, ngày 26 tháng 7 năm 2024.